Chào mọi người, mẹ đang quay biệt đội web drama. Hello, mèo á, sân khấu mèo á tạm nghỉ một tháng nha. Trong tháng 8 thì sân khấu sẽ tạm nghỉ một tháng. Hello. Hôm nay mèo sẽ tiết lộ với mọi người, tại vì có mấy bạn inbox cho mèo là hỏi là đánh son, cách đánh son và hay xài son gì. Thì thật ra tại vì mèo bình thường khi bên ngoài thì mèo hay xài hồng cam nhẹ nhẹ, nhưng mà ví dụ như mà muốn cá tính chút xíu thì mèo sẽ xài nâu đất hoặc là màu son đỏ ruby. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đánh son chắc thiệt là đẹp. Đầu tiên mình phải bôi cái mỏ của mèo cái đã. Chết rồi, xấu liền rồi. Đây. Mèo sẽ đầu tiên mình đánh dưỡng môi. Đây là dưỡng môi lip Give a Platinum Rose ra từ lipstick tích tích 100% nay tờ. Thật ra như thế này, bạn Phi có tặng mèo một bộ son, tiết lộ với mọi người bây giờ mèo đánh son này dưỡng nha. Cái son này với giá rất là mềm, hình như là chỉ 120.000 thôi. Đó. Rồi bây giờ mèo đánh màu nào trước ta? Cái này màu gì? Rất là đẹp. Son lì nha, mấy là lì nha bạn. Lip là sở tích nè. Đây. Màu đỏ. Đây, tùy vào nếu như mà các bạn muốn đậm thì các bạn tô đi tô lại như là rất là đẹp luôn á. Đây. Xong. Rất là mềm môi. Vi nói cho mèo là cái son này, cái loại son này khi mình xài mình sẽ không bị bệt, không bị dính và nó sẽ rất là lâu trôi ha. Rồi bí quyết mà để mà chúng ta không bị dính răng á là phải bầm nhẹ một cái. Rồi xinh. Màu đỏ nha. Còn nếu như mà nếu như mà chúng ta chỉ làm đánh nhẹ nhẹ thì các bạn chỉ cần đánh lòng môi mà là đẹp liền. À đúng rồi, có bạn nhắc mèo nè, dặn son đừng có dặn ăn cao quá, dặn thấp thôi. Vậy thôi, vừa đánh cao quá gãy son. Ê, bây giờ mình sẽ thử màu khác nha. Cây son này là với giá 150, chỉ 150.000 rồi đâu có cái màu son đó. Ơi là đỏ đẹp, ơi là đẹp rồi. Đây, không bị khô môi ha. Rồi tiếp tục dùng son dưỡng. Rồi bây giờ mình sẽ thử một cái màu này. Cái màu này cũng 150.000, nhưng mà cái màu này thường các bạn nghĩ là nó sẽ kén da, nhưng mà để mình thử cho các bạn xem á, không phải là da trắng mới xài đẹp đâu. Thơm quá.
đánh son giống như là đang ăn kẹo vậy đó. Thơm quá. Ừ, rồi vẫn như cũ nha. Bậm nhẹ một cái để không bị lem. À, mấy bạn cần mua hãy liên hệ với bạn Vi, mèo có tag trên đó đó. À, bạn ấy bán hàng rất là dễ thương, các bạn có thể liên hệ với bạn ấy để mua ha. Cái cây son này cũng 150.000, nhưng mà đánh lên nó thường cái son mà son nước như thế này, dạng như thế này á, son kem á, thì nó rất là làm cho mình dễ bị bệt, bị khô môi, nhưng mà này thì nó không nha. Đẹp lắm và rất là tiện dụng nữa. Màu gì là lên màu đó, hiện giờ là đây màu cam, rất là thời trang. Màu này là màu cam, đây để mèo coi coi nó là màu cam gì ta. Kem màu cam lông xà lá xà tích nè, màu cam gì mèo không biết nữa. À, số 2 version 2 thì bạn liên hệ với bạn Vi coi cái màu này là màu gì ha. Để mèo chùi. Bạn yếu quá hả? Đây, để mèo lao cho sạch. Mèo còn một màu son nữa, mèo giới thiệu với mọi người nha. À, rồi, bây giờ mình sẽ son dưỡng. Rồi, à cái hộp đẹp quá. Thường á mà nếu mà xài mà son mà không chất lượng á, mà thử 2-3 lần vậy là cái môi mình rác lắm đó. Hiện giờ thì môi mèo cũng cam bình thường nha. Đây, à, cái son này mèo nghĩ là mấy bạn tin đó, mấy bạn mà thích nhu nhu rất là thích, tại vì nó có thể che ri. Rồi hơn á. Đây, nếu như mà bạn muốn đánh tự nhiên chỉ cần đánh bặm môi như vậy nó sẽ ửng hồng từ bên trong. Còn nếu như mà muốn nó đẹp hơn thì chúng ta thơm lắm. Trời chết tôi chết rồi. Cho môi sắc nét hơn thì mình rất là đẹp. Son màu gì ra đánh môi ra màu đó nha. Cái màu này nó khác với màu đỏ hồi nãy là nó tươi hơn và nó nhìn nó bóng, nó mượt hơn. Và nếu như mà ai thích lì á, thì có thể xài cái này. 150.000. 150.000. Nhưng mà cái này chỉ có 120.000 thôi. Rớt rồi, để lụm cái. Đây. À, còn một màu nữa. Cái này giống như mèo nói vậy, cherry. Cái này là đỏ velvet cream, rất đẹp luôn. Thường á, son bóng lên mặt á, nó sẽ bị nhiều người nếu mà không hợp á, thì nó sẽ bị hơi nhìn cái mặt nó hơi không có đẹp lắm, thành nó kiểu nó hơi sến sến. Nhưng mà cái bóng này á, nó rất là vừa phải, nó làm cho môi mình căng chứ nó không có bị bóng.
Giờ mèo tẩy trang màu này nha. Để mèo đánh màu khác. Một phân đoạn đây, thật ra mình đánh một lớp phấn nhẹ lên môi đó thì môi nó sẽ ăn son hơn. Rồi bây giờ á, màu đẹp đúng không, các bạn có thể liên hệ Trần Hoàng Xuân Vi để mà mua son. Với lại nếu như mà các bạn có, mèo thấy cái này rất là rẻ, nếu như mà mấy bạn có nhu cầu mà mở đại lý á, thì bán rất là dễ luôn, tại vì một cây chỉ có 150 nghìn thôi, còn cái này là 120 nghìn. Đại mèo đã dưỡng rồi ha, bây giờ mèo đánh lòng môi nè. À, hơi lố nha mọi người, nhưng mà từ từ nó tan nha. Đây, son cam, màu cam. Còn nếu như mà mèo nghĩ là cái, nếu như mà mình chúng ta xài bình thường á thì xài cái dạng này nó rất là ok, chúng ta có thể tán ở này. À, không bị dính cho tay nha, rất là thích và rất là tự nhiên. Và nếu như mà các bạn có nhu cầu ở, các bạn có thể liên hệ bạn Vi ha, để mà mua son và được tư vấn. Hiện giờ Vi đưa cho mèo mấy cây son này thì hiện chỉ có mấy màu thích, đó là màu cam, cam đỏ và cam hồng. Thì giống như nãy giờ mèo đánh gì đó, mọi người đánh son á, thật ra như thế này, không có cái môi nào mà không đẹp trơn á, quan trọng là mình biết cách đánh son như thế nào. Thì có những bạn môi dày quá hay là môi không đẹp á, thì chúng ta đánh lòng bên trong thôi, mà rồi chúng ta sẽ có cái môi tự nhiên. Và còn nếu như mà các bạn có cái môi nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh thì các bạn cứ đánh hết môi đi. Tại thật ra mình nghĩ gì nè, chúng ta đừng có tự ti về cái môi của mình, tại vì cái môi á, nếu như mà mình cái gì trên trên người mình, nếu mình thích là mình tự tin về nó thì nó sẽ đẹp. Nên á, bây giờ các bạn cứ đánh môi cho thật là đẹp. Và cái môi mình, nếu tại thường á, không phải ai sinh ra cũng có cái viền môi đẹp, nên mình hãy đánh như mèo á. Bình thường mèo sẽ, mình sẽ đánh lại một lần nữa cho mọi người xem. Cây son này nó có cái đầu nhọn nhọn đúng không, thì mình bẻ cái đầu này ra. Ha, chúng ta đã có một cái viền môi đẹp rồi. Rồi bây giờ, hướng dẫn vẽ môi trái tim thì thường á, môi trái tim người ta sẽ chấm hai cái này để mà tạo cái môi trái tim. Nhưng mà nếu như mà mình không có thể làm môi trái tim thì mình cứ vẽ ngang qua thôi. Vẫn đẹp. Và cái môi đẹp á, cái môi mà có thể nhìn xinh, cute một tí á, thì có thể cái vị trí này nó không cần phải cong, nhưng mà khóe miệng á, phải đều môi, à, đều son, phải đẹp. Xong, vẽ môi rất là đơn giản, chỉ cần mà chịu khó một chút xíu, chọn son thích hợp, thế là chúng ta sẽ có được một cái môi đẹp. Và với giá của nó là 150.000, cây này cũng 150.000, hai cái này 120.000, bạn sẽ có được
môi đẹp, màu son đẹp nha. Cảm ơn mọi người. Đây của Vi Trần, thương hiệu này của bạn ấy, nên bạn ấy nhờ mèo, lúc mà nhờ mèo mèo cũng suy nghĩ rất là nhiều, và khi mà mèo đánh lên môi mèo cảm thấy không có bị dị ứng, không có bị kích ứng da, nên mèo nhận giới thiệu cho tất cả mọi người để chúng ta có. Thực ra thì không phải cứ sản phẩm mắc tiền thì sẽ đẹp, có những sản phẩm rất là vừa túi tiền nhưng mà có thể mang lại cho chúng ta cái sự tự tin nha. Chúc mọi người luôn xinh đẹp.